Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay nhóm cũng trở về xã Vĩnh Thanh, dinh ông thẻ số 1, bàn trao 30 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà gồm có một mười ký gạo, một thùng mì, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một ký đường và một cái mền để cho bà con ăn Tết. Thì năm mới Tết đến thì Đại Thanh thay mặt nhóm xin chúc cô bác bà con năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì xin cô bác mình nối gót theo Đại Thanh để đi trao quà cho bà con. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mão vừa qua, gặm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm, thần bước tới thiệt rồng trông cho mùa khác ruộng đồng ra sao, nhà nghèo giá tận nghĩ như bao giờ đau con yếu con nhà cô đâu? Nhà cái cô Thành đâu? Nhà đây cho hàng quà đi, nhà đây là cho con cô hàng phụ một phần quà. Nhà có gì hả? Dạ. Cho tôi xin thằng thôi gì lấy cho cô ngàn phần. Muội ơi đem đây phần đó muội ơi. Dạ, dạ. Bán hết chưa gì? Ông tao mà ta biết thằng chỗ. Cô bán số hết chưa? Dạ dạ dạ. Cho một phần cho cô này. Dạ. Ờ cũng như là năm mới rồi đó, tụi con gửi cho cô một phần quà để ăn Tết nha cô. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Một cái hảo lòng việc nhà hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, lao đây thân có chẳng sợ to lời khuyến khích tỏ đời tình bác ấy ra mà làm đi, giúp người đói có nhu mì dài nó tâm trì niệm Phật làm ngay bà. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. À, cũng như là năm mới đó cô, đoàn chúng con xuống để gửi cô một phần quà là một thùng mì, một ký gạo, một chai nước tương, chai dầu ăn với một cái mền để cô ăn Tết. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Xong để khi nhắm mi mắt ở bên trong dành chia ông ba chợ sâm hiên
tiếng hàng thanh mẫu nhờ dân ruộng dương. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua, mắt nhìn lòng ứa ruột ra, cả tiêu bông đạo ai là thiệt tu. Muốn cho răng đằng quá cầu, xả thân làm phước diêm phù dược quá, giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát lòng khó mà yên thân. Phong trần ai cũng nghĩ phong trần, được sang nhờ của người bằng góp thâu. Chúng chú mày đi. Dạ. À, cũng như là dạ, dạ. Năm mới thì tụi con xuống cũng cho chú một phần quà nho nhỏ, gồm có thùng mì 10 kg gạo với một chai dầu ăn, chai nước tương, để một ký đường với cái mền nhá. Chú dùng Tết năm mới. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Mới dần hàng ra tay tế độ nghe đàn tây quy, xây dựng trời đất tiếp thì hết cơn bi cực tới kỳ thôi lai. Cổ kim miếng mi lúc nàng tay, hững dòng chi thành bằng nay lẻ thường, lớn rồng nàng ách phải dương, muốn qua đôn khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia được trở gót ngỡ hài, về nơi tiên cảnh nỡ ngày ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết giàu cười hay khen. Lòng nhân sinh khá tập rèn, thạch trùng dương khai sách đèn ai ơi. Thanh hiền rối tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chỉ bằng làm phải kiên thơ ghi lời. Sắc phàm có mấy lắm ơi, hỏi dây có một mà lời đôi ba. Của dư cho mượn mấy giờ là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lớn. Chê nghèo giao nó nghĩ đâu bền, chỉ bằng
bằng bối đức lập nền từ bi. Con hiền khá sớm hồi quy, nghe lời thầy dạy kịp thì bơ dân. À, Nam Mô Di Đà Phật thì dạ. Cũng như là năm mới thì phái đoàn của con có xuống tặng cho cô một phần quà gồm có một thùng mì, 10 ký gạo, một chai dầu ăn, chai nước tương, ký đường, một cái mền, dạ để cho cô ăn cái Tết. Dạ. Dạ cũng năm mới cũng thay mặt toàn chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn anh em hết. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chớ đừng gian xảo ngày sau thăm nhà, bằng cung cúng sớm liệu tôn, giữ tâm ngay thảo xóm làng mến yêu. Cô này đi. Dạ. Dạ thì cũng như là năm mới đoàn chúng con có xuống tặng cho cô một phần quà gồm có một thùng mì, 10 ký gạo, một chai dầu ăn, chai nước tương, một ký đường và một cái mền. Dạ để cho cô ăn Tết. Xin cảm ơn. Dạ cũng năm mới thì con thay mặt đoàn cũng chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thà trôi tuy xa mà tới mấy hồi, đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên. Tham thương cho kẻ tán điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay, nó chiều rồi lại đôi mai, giá bằng tri đoạn đắng cay ngỡ nhiều bề, lo tròn cha mẹ nhi thế, nhằm nắm lưng túc não nề tâm trung. Khá thương những kẻ nghĩ bằng cùng, tâm lành dư của hải hùng vào đây. Dạ, rồi. Rồi cho bà cô một phần đi, cho cô phần ngày trước đi. Dạ. Mày đâu? Mày đâu? Mày đâu? Dạ. Đâu mền. Cái kia cái dạ thì cũng như năm mới cô, đoàn con xuống có tặng cho cô một phần quà gồm một thùng mì, 10 ký gạo, một chai dầu ăn, một chai nước tương, một ký đường và một cái mền để cho cô ăn Tết đó cô. Dạ. Dạ thì cũng thay mặt nhóm thì cũng chúc cô năm mới nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi qua chùa đèo mông ngờ chỗ thao, muộn rơi cho dần tưởng cho